Hello các bạn. Ok, thì hôm nay là một ngày mới, chủ nhật. Thì qua nay thì mưa rồi. Hôm nay thì mình không thấy mưa, hôm nay trời rất là đẹp, rất là mát nha, khoảng chừng 80 độ thôi, chứ không có lên đến chín mấy trăm độ C đâu, hay độ F chứ. Thì hôm nay chỉ có 80 độ F thôi. Thì rất là mát, có gió nữa, có chút gió. Nói chung lại thì mình làm cái video, thì một lần nữa mình làm cái video này, video thứ hai, mình nói về mình cào cuốc những cái cây lá độc tới đâu rồi nha. Thì hôm qua mình có làm cái video thì hơi tối đó. Cái video đầu tiên hôm qua mình làm là nói về mình chuẩn bị coi như là làm sạch những cái lá độc, cây lá độc, cây lá ngứa này nọ đó. Thì đây là cái khu là mình tính là coi như đào hết những cái cây lá độc. Các bạn cũng đã thấy rồi, cây lá độc xanh xanh rồi, thấy không? Nó rất là nhiều. Thì nó đủ loại đó. Nhưng mà thì mình thấy á, nó mọc ở dưới á, thì mình cứ cho rằng nó là cây lá độc đi. Tại vì có những cái cây khác nó cũng không phải là cây lá độc nữa. Chẳng hạn như cái cây herb, cái cây herb này nè. Cây này là chỉ là cái cây herb quang dại bình thường thôi. Cây giống như cây lá trà vậy đó. Nhưng mà mình không biết được nó có ngứa hay không. Tại vì nó mọc chung với những cây lá độc. Thì cái khu này không á, dưới đất này á, mọc cũng ít nhất cũng 5, 6, 7 loại cái cây khác nhau. Những cái cây nhỏ không à. Và tất nhiên là có cái cây Poison Ivy, nó gọi là Poison Ivy á, là cây ba lá đó. Cây ba lá mà cây cực kỳ ngứa đó. Thì đây, nó đây. Đó, các bạn thấy không? Có rất là nhiều cái cây nhỏ như vậy á. Nó thấp cỡ đó thôi mà mình không có nhận ra được nó là cây ngứa hay là cây lá độc hay là như thế nào. Thì mình cứ cho rằng những cái cây nào mà thấp gì á, là cây lá độc hết, cây lá ngứa hết. Thì những cái cây này, chẳng hạn cây này nè, nó đâu nhất thiết nó là cây lá ngứa, nhưng mà nó leo dây thì mình cứ cho nó là cây lá ngứa thôi. Như cái cây này nè, theo được mình biết là cây sumac á, nó cũng là ngứa thôi. Thì những cái cây mà nhỏ như vậy á, thường nó hay bị ngứa lắm. Thì mình cứ đào lên hết đi, mình cứ đào lên hết đi. Ok, cứ làm cho nó sạch thôi. Mình không cần biết nó lá ngứa hay lá độc hay là lá gì hết á, mình chỉ clean nguyên một cái đất này của mình là clean, không còn thấy lá nhỏ những cái cây nhỏ nữa là ok à. Ok, tại vì mình đứng xung quanh đây là mình lúc nào mình cũng thấy hơi ngứa đó. Nó như vậy đó. Ok, thì cái video này là video thứ nhì thì mình cho các bạn xem. Thì trời hôm nay nó hơi sáng một chút, mình ra khoảng 6-7 giờ chiều. Hôm qua mình ra thì hơi trễ. Thì ra hơi trễ thì mình làm cái video hơi tối thì các bạn sẽ không có thấy rõ. Với lại mình ra trễ thì ở đằng sau này nó có rất là nhiều mũi bò hóng, mấy con, nói chung là nhiều cái con mà mình không có thấy được, và nó sẽ bắt đầu nó xâm nhập với mình, nó cắn, nó chích mình. Ok, thì càng tối thì mình sẽ không thấy nó. Bữa qua mình làm đằng sau này một chút thôi đó, khoảng chừng gần tối rồi đó, là mình thấy người mình nó ngứa. Nhưng mà cái ngứa đó không phải là cái ngứa cây lá độc không, mà cái ngứa đó đó mình lấy cái tay mình dụi cái đầu mình một chút đó, trong da mình nó ngứa đó. Mình vừa dụi xong á, là mình nhìn lại cái cổ tay áo á, là mình thấy là nguyên một con muỗi bự luôn. Là mỗi lần mình dụi là có muỗi à. Cho nên nó không phải là cây lá ngứa không, nó làm mình ngứa mặt, ngứa mày, mà có mấy con muỗi, mấy con này con kia nó chích, nó cắn mình nữa. Thì phải rất là cẩn thận. Tốt nhất á, là mang mặt nạ hay sao đó, bịt hết tất cả da mình lại luôn. Đừng có để cho cái da ở trong người mình, thân thể da trong người mình nó thể hiện ra, thấy là có thể bị con này con kia nó chích, nó cắn. Ok, nếu mà các bạn ai mà có làm đằng sau vườn, đằng sau rừng hay đâu á, thì nhớ mang bao tay, mang giày dép dài, mang quần dài, mang giày đàng hoàng, mang vớ đàng hoàng, mang luôn khẩu tràng luôn cũng được, mang luôn coi như mang mặt nạ, mang hết luôn cũng được, miễn là cái da mình không có show là được rồi. Bây giờ thì mình không có bao tay, tại vì mình làm video chứ mình mới gỡ bao tay ra thôi. Thì hôm qua đó mình ở đây mình cào nè. Trời ơi, mình cào lúc gần tối rồi, con này con kia ngay chỗ này là con này con kia nó chích, nó cắn quá trời luôn, nên mình phải đi vô. Mình rờ lại cái mặt mình đó, mình thấy coi như con này con kia nó cắn, nó chích quá. Mình mỗi lần mình dụi một cái là cái có con muỗi nó bị nát à. Có con muỗi nó xịt máu à. Cho nên mình thấy sợ hoảng quá thì mình đi vô. Bởi vì hôm nay mình phải đi ra, lúc mình ra ngoài đây làm á, thì mình phải làm lúc ban ngày, trời còn sáng. Ok, đừng có kiểu như là chiều mát tối cái ra làm là không có nên nha. Mặc dù có đèn cũng vậy nữa, có đèn á, những con đó nó còn tới nhiều hơn nữa. Cho nên tốt nhất á, là làm lúc mà trời khoảng 4-5 giờ chiều á, 5-6 giờ chiều á, là ok. Nó còn nóng một chút, nó còn cái như còn nắng còn sáng á, thì mình thấy đường là một ha. Và miễn làm sao mà trời mát là được rồi. Hôm nay khoảng 4-5 giờ cũng không có nóng nữa. Nhưng một lần là 90 mấy độ F là 4-5 giờ là còn rất là nóng. Nhưng mà mấy bữa nay bị mưa đó, cho nên khoảng 4-5 giờ thấy mát chứ không có nóng. Cho nên mình ra sớm sớm để mình cào hết tất cả những cái cây lá ngứa này nè. Thì đến đây thì Quang Dương đã cào đến đây rồi. Thì cả nhà các bạn cũng thấy rồi, gì mình cào mấy đống gì nè. Trong đây là toàn những cái cây lá ngứa không nha. Này cây ba lá nè, mình cào mình đào mình bứt hết luôn. Mình lấy đồ cào mình trước tiên mình lấy cây cuốc á, mình cào rồi mình mới lấy cái này mình cào. Mình để đi qua đây đó, đi qua đây là cực kỳ mũi nha, mũi nhiều lắm. Con này con kia nó bay, con ong hay con kiến hay con gì á, mà lâu lâu mình thấy nó bay qua lỗ tai thấy sợ lắm. Sợ nó chích mình chứ không gì đó, sợ nó cắn mình thôi. Thì mình lấy cái cuốc này nè. Nếu các bạn ở Mỹ á, ít người có cuốc lắm. Ok, cuốc Mỹ thì nó nhỏ xíu à. Cái cây cuốc này là mình mua ở từ Việt Nam đem qua á nha. Cái lưỡi cuốc này nè, bên Mỹ là kiếm không ra đâu nha. Bên Mỹ chỉ có mấy cái cuốc nhỏ xíu à. Cái cuốc bự bự gì á, thì phải đem Việt Nam đem qua. Thì đem qua cũng 20 năm rồi, lâu lắm rồi. Thì mình phải làm cái cán riêng. Ok, thì mình lấy cái cuốc này nè. Thì mình cứ bắt đầu cuốc như là cuốc đất, cuốc ruộng. Ở Việt Nam mình hay cuốc á. Nếu mà các bạn ai mà có ở Việt Nam mà có cuốc đất, cuốc ruộng ở quê ngoại, quê nội á, thì các bạn sẽ biết là cuốc như thế nào. Ok, có nhiều người cũng vẫn chưa có biết cầm cây cuốc để mà cuốc đất, cuốc đồ. Thì những người đó thì hay thường ở thành phố cho nên không có biết về ruộng đất hay là cuốc gì hết đó. Thì mình cũng vậy thôi, mình cũng không biết, mình chỉ học từ ông cha, ông bố, ông cha, ông ngoại, ông nội mình thôi, mình mới biết về cuốc. Thật sự đó giờ mình cũng không có học về cuốc gì hết đó, mình thấy người ta cuốc sao thì mình cuốc vậy thôi. Ok, chứ không có gì đặc biệt đó. Nhưng mà cầm cây cuốc đó, cũng phải biết cách cầm nữa, cầm hai tay đàng hoàng, chứ không ai mà cầm cây cuốc mà cầm một tay mà cuốc hết đó. Cuốc không có được cái gì hết. Ok, thì mình đại khái là mình cầm cái cuốc á, mình cuốc những cái cây lá ngứa, những cái cây mình thấp á, những cái cây đó là mình cuốc hết. Nói chung là mình clean nguyên cái backyard của mình, clean nguyên cái đằng sau vườn nhà của mình, nguyên cái rừng đằng sau, cuốc những cái cây lá xanh, cây nào mà xanh là cuốc hết. Ok, cây lá xanh thấp á, nó nhiều lắm nè, trong đó nó có rất là nhiều cây lá ngứa nha các bạn nè. Cây ba lá này mình cuốc quá trời luôn, rồi nào là rơm của cây lá thông này nọ thì mình cũng phải gom lại hết luôn. Ở đây mình cuốc, mình lấy cái đồ cuốc xong rồi đó, xong bây giờ mình phải cào nó thì mình phải lấy cái đồ cào. Ở đây để mình cho các bạn xem là ơi cha, bây giờ không có bao tay, không có dám cầm cái cào luôn đó nha. Để bằng cách nào để mình cho các bạn xem bằng mình cầm cái cào như thế nào nha. Ok, để mang đỡ một chút xíu này để mình cầm cái cào cho các bạn xem là mình sẽ phải cào nó như thế nào. Ok. Cầm sơ thôi chứ không dám cầm nhiều nữa. Cầm sơ thì không biết nó có ngứa hay không, nhưng mà cầm sơ vậy thôi. Đó. Ok, tại vì mình đang quay phim á cho nên không có mang bao tay gì hết được. Cái thông cảm nha. Nếu không mình phải cắt nữa, cắt video thì mất công quá. Tại vì mình làm gì luôn đi ha. Ok, thì mình đã cuốc những cái lá xanh xanh là mình cuốc hết rồi nha. Thì bây giờ nó đã bị đứt hết rồi. Ok, nhưng mà đại khái là mình với lại mình cũng coi chừng nha, đừng có bước lên những cái lá độc, mình không biết được mình bước lên là nó dính vô dài này nọ, nó ngứa lắm. Ok, bây giờ để Quang Dương cho các bạn thấy cái cây ba lá nè, cái cây lá ngứa, cây lá độc đó đó, cực kỳ độc nha. Và nó leo dây, thì mình cho các bạn coi nó leo như thế nào. Cái cây này thì nó hơi nhỏ, ok, cho nên nó chưa có leo được, nhưng mà nó cũng là một sợi dây, ok, nó cũng là dây, ok. Để mình tìm một cái cây ba lá đó mà nó có dây rồi cho các bạn xem nó mọc như thế nào. Đây nè, nhiều người không để ý, không có biết nè, nó là bằng dây nha, đó, nó bằng dây nha, nó là một cái sợi dây thôi nha. Đó, cây lá ngứa là nó mọc bự lớn ra rồi á, nó có thể là lan ra bằng cái dây giống như nè, thì mình phải cuốc. Mình phải cuốc cái gốc của nó. Mình phải lấy được cây cuốc đó, mình cuốc ngay cái gốc nó ngay đây nè. Cuốc nó một cái là nó đứt ra. Thì lúc mà nó đứt ra rồi á, thì nó như thế này nè. Cho các bạn coi mình đã cuốc nè, đây nè. Đây cũng giống như là một cái cây dây ở đó, mình cuốc đứt rồi đó, thấy không? Đứt rồi đó. Đó, ở đây cũng có nè. Đó, mình cuốc đứt dây luôn á. Đó, đây nè. Đó. Mấy cây này cũng thấp, nhỏ nhỏ thôi, nó chưa có mọc dây, nhưng mà đại khái là trong kia kìa. Đó, một đàn dây của nó luôn nha. Thì mình á, nãy giờ thì mình lấy cái cuốc á, thì mình chỉ cuốc sắn nó gì thôi. Bây giờ mình lấy đồ cào, mình cào nó đứt ra thôi. Ok, nó rất là đơn giản. nó giống gì nè đó, nó đứt rồi thì mình lấy cào mình cào thôi. Đây cũng có một cái cây lá là mình cuốc đứt rồi nè đó, cây lá ngứa nè, cây ba lá đó đó, thì mình cứ cào cào nguyên một đống như vậy nè đó. Thì xung quanh đây mình đã cào cũng gần xong rồi đó, khúc này mình cũng đã cào hết rồi, mình cũng đã đào lấy cuốc đào xong rồi, mình chuẩn bị lấy đồ cào mình cào ra hết. Cái trong đây là cái trong này là chỗ độc nhất nè, lá độc nhiều nhất nè, trong đây nè. Thì mình mới có làm từ bên kia qua tới bên đây thôi, để một chỗ để mình đi thôi, mình đi qua đi lại cái nhà này thôi, chứ mình cũng chưa có làm hết phía bên đây được nữa, tại phía bên đây còn rất là nhiều. Chẳng hạn như khúc bên đây nè, mình phải giải tán hết khúc bên đây để mình mới lấy đồ mình ra được, thấy chưa? Rồi bên kia nữa, phía bên đây nữa nè, cũng rất là nhiều, mình còn chưa làm hết qua bên đó nữa, mình mới làm tới đây thôi à. Ok, nó rất là nhiều cây lá ngứa nha các bạn. Rồi đại khái là mình làm từ từ qua tới bên kia luôn, nhưng mà đặc biệt nhất là mình phải làm ngay đây. Điều quan trọng nhất là mình phải làm khúc này nè, xung quanh khúc này nè, mình phải làm cho hết. Còn bên kia đó thì nó cũng ít thôi, nó không có nhiều, thì mình cũng ráng làm sơ sơ thôi. Ở đây rất là ít, trong kia mới là nhiều nha, trong phía bên đây nè mới là nhiều nha. Thì vậy thôi. Thì bây giờ mình cuốc hết phía bên đây rồi, thì mình chuẩn bị mình lấy đồ cào mình cào nó một đống giống gì nè. Cào xong rồi á, các bạn sau khi á, các bạn cuốc á, các bạn sẽ thấy những cái dây nó leo á, nó còn rễ ở dưới nha. Thì á, mình có thể bị ngứa, tại mình cuốc á, mình chưa có cuốc hết rễ của nó, thì mình cuốc lá thôi, thì rễ dây của nó vẫn còn nha, vẫn còn ở dưới đất. Cho nên mà mỗi khi mưa hay là ướt á, nó thấm vào da mình hay sao á, thì mình cũng vẫn bị ngứa như thường nha. Bởi vì sau khi mình cuốc á, mấy cái này á, thì cái rễ của nó vẫn còn dưới đất á, thì mình sẽ mua thuốc, mình rải mình xịt dưới đó cho mấy tháng nữa nó sẽ chết luôn, rễ nó chết luôn. Ok, đó là cái cách, chỉ có đó là cái cách duy nhất để mình trị tận gốc nó thôi. Ok, chứ nếu không là mình mà còn đi ra ngoài đây mà mang dép hay là đi chân không, tay không mà không mang bao tay là vẫn đụng xuống đất vẫn bị ngứa như thường nha. Tại vì theo mình được biết cái cây lá ngứa này nó rất là độc. Ok, cái rễ của nó bây giờ mình đã chặt, mình đã đốn, mình đã cuốc rễ rồi, bây giờ rễ nó sẽ xịt ra những cái nước dầu đó đó. Thì những cái nước dầu đó là dầu lá ngứa đó, ok, dầu ngứa mà mình có nói trong những cái video lần trước á, thì nó gọi là dầu usual oil đó. Cái dầu đó nó nằm ở trong cái cây ba lá đó đó, cây lá ngứa đó đó, cây Poison Ivy đó. Ok, thì sau khi cuốc với cào thì mình đại khái là mình sẽ mua thuốc, mình xịt mình rải, rồi ngày qua ngày thì hy vọng nó sẽ chết thôi. Đó, đơn giản vậy thôi. Chỉ có một cái cách đó là mình có thể mình chỉ tận gốc thôi, còn không là các bạn phải đào hoài thôi, mà đào hoài ai muốn đào, biết bao nhiêu cái rễ mà đào, phải không? Mình phải mua thuốc, mình rải nó, mình xịt nó thôi, thì nguyên năm suốt tháng thì nó sẽ chết thôi. Đó, cứ vậy thôi là nó chết thôi. Vậy thôi nha. Thì đây là những cái gì mà mình hiểu biết được á, những cái gì mà mình biết để mà tiêu diệt những cái cây lá ngứa đằng sau rừng, đằng sau nhà mình á, thì mình chia sẻ vậy thôi nha, cho các bạn nghe và xem vậy thôi. Chứ nhớ là các bạn nhớ share với những người khác nha, tại vì rất là nhiều người không có để ý, không có biết về cái vụ này. Nếu mà nhà ai có cỏ đẹp á, thì mình không nói, nhưng mà nhà ai mà có cỏ, không có cỏ như nhà mình á, mà có rừng á, có như là cây lá ngứa, cây lá độc á, là các bạn sẽ phải gặp cái tình trạng y chang như mình thôi. Bây giờ á, là cái tay mình nó đang ngứa rồi đó nha. Mình nghĩ là mình có đụng tới cây lá ngứa nãy giờ đó, tại mình không có mang bao tay đó. Thì bây giờ nó ngứa thiệt đó nha, phải vô rửa tay rồi. Nói chung là bị đụng cái dầu á, là phải vô rửa tay liền lập tức trong vòng 30 phút nha. Nếu không là ngứa nó lan tràn đến ngày mai ngày mốt, là bắt đầu nó lở rồi nó nổi mục tiếp á, ghê lắm, nó ngứa lắm. Ok các bạn, thôi bây giờ mình chấm dứt cái video này nha, cho các bạn thấy coi xem đến đây là cũng đủ rồi. Thì để lần khác thì mình sẽ quay tiếp, hy vọng là lần đó là mình sẽ clean xong cái xung quanh cái khu vực này. Ok, và đặc biệt nhất á, là mình sẽ dời hết tất cả những đồ đó ra chỗ khác, để không còn gần những cái cây lá độc, những cây lá ngứa nữa. Ok, hôm qua là mình đã chặt bên đây cây lá độc nhiều lắm nè, mình đã đốn bớt rồi đó, mình đã cuốc bớt rồi đó, bây giờ thấy bớt rồi đó, bây giờ mình chỉ cần cào nó ra thôi à. Trong đây là nhiều rơm lắm. Nói chung là cái chỗ này nó bị mất đất á, hay sao nó bị, có những cái chỗ nó bị trũng á, như chỗ này nó bị trũng rồi nè, phải lấy cỏ lấy đất đắp vô, nhưng mà lấy đất đắp vô tốt hơn là lấy cỏ đó, rắn nó hay bò nó hay ở trong đó đó, cho nên đừng có bỏ cỏ nha các bạn. Chỗ nào mà đất có bị lúng á, thì mình cứ cào đất khác mình đắp vô, chứ đừng có lấy cỏ đắp vô nha. Lấy cỏ đắp vô là rắn nó ở trong đó đó nha. Ok các bạn, chia sẻ đến đây được rồi ha. Mong các bạn chia sẻ nha, cho những người khác họ biết, họ không có bị tránh phải cái trường hợp bị trúng cây lá độc, trúng cây lá ngứa này nọ nha. Cảm ơn các bạn đã xem rất nhiều và hẹn gặp các bạn cái video kế tiếp. Thank you. Đây là phần 2 của nói về mình trừ khử những cây lá độc đằng sau vườn nha. Ok. Chúc các bạn thành công và cẩn thận. Quang Dương xin gặp các bạn cái video kế tiếp nha. Bye bye. Ok các bạn, thật sự là bây giờ thì là ngứa quá. Không biết là chắc có lẽ là con muỗi con này nó chích nó cắn mình ngứa chứ chắc không phải là chúng lá độc. Tại vì lá độc cũng một phần ít thôi. Tại vì mình giờ mình biết về lá độc rồi thì mình không có đạp vô những cái cây lá độc. Nhưng mà cũng không biết được đâu. Tại mình đang ở xung quanh những cái cây lá độc á, thì cái độ ngứa đó nó sẽ là vượt cao hơn bình thường. Ok, mà mình biết rằng là mình bị những cái con muỗi, con ruồi, con muỗi nó chích mình cho nên mình mới bị ngứa thôi. Vì đằng sau cổ là bị, có thể là nói là bị ngứa là nổi mụn ngứa. Đằng sau cổ bây giờ chắc có lẽ là nhiều cái mụn của những con muỗi nó chích mình. Nhưng mà nói chung là tới đây là hết rồi. Bây giờ gần sắp tối rồi thì mình sẽ không muốn làm nữa, thì làm của video chút xíu thì cho các bạn nói chuyện chút xíu với các bạn thôi. Thì mình đã cào và clean không có tới đâu đó, có một cái khu vực ngay đây thôi à, là bữa giờ thôi, chứ chưa có dám đào hết khúc này nữa. Mình mới bắt đầu đi vô thôi, thì mỗi lần mình đi mình phải có chừng cái bước của mình không nên bước lên những cái cây cỏ, mình bước lên đất thì được, chứ không có nên đạp lên những cái cây lá độc này nọ. Chẳng hạn như nè, mình cuốc đến đây nè, mình có cuốc xung quanh đó rồi, bây giờ mình chỉ cần cào thôi. Nhưng mà đến đây là mình thấy hơi ngứa với hơi mệt rồi, thì mình sẽ quay cái video, một đoạn video clip cho các bạn thấy ở ngay cái chỗ cảnh, ngay cái cảnh này là như thế nào. Ok, thì tới đây á, mình đi qua đây á, là mình mới cuốc tới đây rồi thì mình thấy nè, cho các bạn thấy những cái cây lá độc cực kỳ độc nó nằm ngay đây hết nè. Đây nè, thấy chưa, cây lá độc ba lá nè, bự luôn đó nha, nó mọc ở trong cái vỏ bánh xe nè, thấy chưa, bự đó nha, không có nhỏ đâu. Còn cái lá bự nhất là cái lá này, mình thấy là cái lá này bự nhất đó. Đó, cực kỳ bự luôn nha, nó có ba lá thôi. Và cộng thêm những cái cây lá độc khác nữa, chẳng hạn như sumac này nọ nè, có luôn cái cây Virginia Creeper nữa nè. Đó, cây Virginia Creeper nó có 5 lá rồi, thấy chưa, giống y như cây lá cần sa đó, nhưng mà lá cần sa thì 7 lá. Thì mình biết như vậy đó. Trong đây cũng rất là nhiều những cây lá ngứa khác nha, cũng như là những cái cây lá độc. Thì cái cây lá độc này không biết cái con gì nó ăn nè, có nhiều cái con nó ăn rồi. Thì những cái con mà ăn được á thì nó là phải là cực kỳ độc, chẳng hạn như nhện độc này nọ thì nó mới ăn những cái cây lá độc như vậy được. Ok, còn những cái con bình thường á mà ăn cái lá đó là chết thôi. Theo mình được biết á, cái cây Poison Ivy á, là cái cây ba lá đó, là cây này nè, cây lá độc đó đó, là con nai nó ăn được. Ok, con nai nó ăn được, theo mình được biết á, nai nó ăn mà nó không bị trúng độc nha. Còn ngoài ra con người hay những con gì khác ăn là bị trúng độc hết, cực kỳ độc luôn. Thì đến đây mình cứ cào đến đây thôi. Mình có cào vài cái lá độc, lá bự bự nè, mình có cào vài lá rồi, mình có đào vài cái lá rồi nhưng mà mình chưa có cào ra. Mình không ngờ được là lúc trước á, mình đã làm ở trong cái khu vực này, mà cái khu vực này là lá độc cực kỳ luôn. Mình nhớ là mình có đi qua hết chỗ này rồi. Mình bỏ đồ, mình bỏ đồ này nọ đó, thì mình cũng đã từng dậm chân đến đây hết rồi, dậm tay dậm chân đủ hết đó. Thì ở đây là toàn là cây lá độc không nha. Bây giờ mình mới biết là ở đây là toàn là cây lá độc không, cực kỳ độc luôn đó. Mà mấy tháng trước á, là mình có tay chân của mình không có mang bao tay mà mình dám làm ở đây luôn, là mình biết bây giờ mình mới biết tại sao là mình bị trúng cây lá độc. Nó bị ngứa quá luôn á, nó ngứa cả tháng trời luôn á, mình bị ngứa cả tháng trời luôn á, nó lỡ tay lỡ chân á. Thì càng bự thì nó càng độc nha, nó càng xanh, nó xanh lè, thấy chưa. Những cái cây lá độc mà nó càng bự càng xanh như vậy là nó rất là độc, nó cực kỳ độc nha. Nó bự rồi, nó trưởng thành đó. Nhưng mà theo mình được nghiên cứu thì những cái cây mà bự ở là bự thì nó cũng độc như nhau với những cây nhỏ thôi. Nhưng mà cái cây mà độc nhất là những cái cây mà bình thường, những cây vừa vừa đó, thấy không. Cây này thì bự quá rồi, cái lá này bự quá rồi, thấy không. Thì nó cũng có độc như nhau thôi, nhưng mà những cái cây nhỏ nhỏ như vậy nè thì cũng độc, cũng y chang thôi nha, chứ không khác gì nha, không chừng là độc hơn nữa đó. Cho nên là không có phải là nó càng bự là nó càng độc, nhưng mà mình phải coi cái rễ của nó, cái dầu của nó nhiều cỡ nào là độc cỡ đó thôi. Nếu càng nhiều thì càng độc thôi. Còn có nhiều lá, nhiều cây mà nó không có dầu, nó không có sản xuất dầu, chẳng hạn như mình không có đập nó, mình không có cắt nó thì nó không xịt dầu á, thì nó sẽ không có độc. Ok, thì khi mình cắt nó, mình đào nó nãy giờ nè, thì bảo đảm là nó có những cái dầu đó, và những cái dầu đó mình không có thấy được. Ok, những cái dầu đó nếu mà nhìn kỹ lại mới thấy được, nó vàng vàng thôi, nhưng mà ở đây nó bị bám xuống đường, xuống đất hết rồi, cho nên mình sẽ không thấy những cái dầu đó. Và nếu mà mình nhìn kỹ cái lá với cái rễ cây á, mình bứt mình bẻ ra mình sẽ thấy cái nước dầu vàng đó, nhưng mà bây giờ thì mình không có thấy được đâu. Tại vì mỗi khi mình cắt nó xịt đó, thì nó rớt xuống đất hết rồi, mình đâu có thấy được, thấy không? Đây nè, đây những cái cây sumac nữa nè, những cái cây cũng gọi là cây lá ngứa luôn á. Mình đào một mớ đây thôi, mình chưa có cào hết, thì mình sẽ đợi ngày mai mình mới bắt đầu mình đào tiếp và mình cào tiếp, chứ bây giờ mình cứ để vậy thôi, mình không muốn cào nữa, tại bây giờ nó ngứa quá rồi. Bây giờ con người mình cũng giống như là bị con muỗi con này con nọ nó chích á, là một phần ở đây nó ngứa lắm. Cho nên mà mình không sao, là tại vì mình không có đụng nó thì mình ok, là mình không có bị ngứa nó nọ mà bị phỏng hay là nóng hay sao đó. Nhưng mà bị mấy con này con kia nó chích mình thôi cũng đủ mệt rồi. Cho nên là mình phải đi vô trước khi trời tối. Tại vì trời tối á, nó có rất là nhiều những con muỗi nó chích mình. Bự bự không, muỗi bự bự không nha. Nó chích là coi như là sưng luôn. Như bữa qua là bị chích nè, ngay cổ nè, không sưng bây giờ cũng vẫn còn đỏ đỏ nè. Thì mình mỗi lần mà mình bị sưng á, mình bị chích hay là bị ngứa sưng ở chỗ đó rồi đó, vô là chát kem liền nha. Các bạn muốn biết về kem á, thì coi những cái video lần trước của mình có nói về kem á, kem chát để cho nó bớt ngứa bớt sưng á, thì uống thuốc allergy, uống 2 viên xong rồi chát kem ngứa vô là ok thôi, ngày mai là bớt sưng liền à. Ok, và sẽ giảm cái độ sưng đi rất là nhiều. Cực kỳ nhất cẩn thận là lúc làm ngoài sau này cẩn thận như mấy con ong á, mấy con ong với mấy con nào bự bự á, nó có thể nó bay vô người mình, nó chích nó cắn mình, cho nên phải rất là cẩn thận như cái con đó lúc mà làm ở ngoài rừng như vậy nè. Còn mà ở dưới nhà mình thì ok, như ba mẹ mình làm ở dưới đó thì không có gì hết á, mấy cái cây lá nó không có độc lắm. Ở trên đây nè, cây lá nó mới độc nè, thì làm phải rất là cẩn thận thôi. Còn ở dưới đó thì chỉ có cỏ thôi chứ không có gì hết đó. Thôi bây giờ mình phải đi vô cắt cỏ rồi. Hình như là mình nói là mình cào đất xong rồi mình sẽ cắt tỉa cỏ đằng trước nhà, tại cỏ trước nhà nó cao quá rồi. Thì chiều nay mình sẽ làm 2-3 công việc luôn. Đó, đây là một trong những công việc là mình tính là sớm mình làm á. Đó. Thì bây giờ sớm mình đã làm rồi. Bây giờ thì cũng chiều gần tối rồi thì mình sẽ cắt cỏ đằng trước nhà. Ok, cho các bạn xem vậy đó, mình đã đến đó rồi nha. Còn rất là nhiều, coi như mình làm chỉ có được một phần ở đây thôi, chỉ có clean được có một phần ở đây rồi, chứ không có được nhiều lắm. Và lên tới đây thì rất là nhiều nha, ngứa lắm. Ok các bạn, cho các bạn xem tới đây được rồi, để thì mình sẽ cho quay video kế tiếp cho những lần sau nữa nha, như thế nào. Ok, bye bye các bạn. Có thể nói đây là phần 3. Ok các bạn, đây là thêm một phần bonus, nói thêm quan trọng, nói thêm về mình cần phải nói thêm về vấn đề là vệ sinh lúc mà các bạn đào hết những cây lá độc này nọ, những cây lá ngứa đó. Sau khi mình làm thì mình cởi hết bao tay mình giục đi, chứ đừng nên giặt bao tay. Ok, giục bao tay và những cái quần áo, những cái giày mình mang nè, quần áo nè, nhớ là cởi ra trước khi đi vô nhà, cởi ra để ra hoặc là đem bỏ vô máy giặt liền luôn. Hoặc là mình có thể giục cái bộ đồ đó nếu mà mình cảm thấy là mình đã bị những cái dầu của cái cây lá độc nó xâm nhập với quần áo với giày dớ mình đó, thì mình nên giục nó hoặc là rửa nó ngay lập tức. Nếu mà dính vô da rồi là lập tức phải rửa liền, rửa trong vòng 30 phút, nếu không mà cái dầu đó mà nó xịt mình, mỗi lần mình cắt cái cây đó mà xịt vô da đó là mình chỉ được có 30 phút để mình rửa cái dầu đó ra thôi. Nếu không là ngày mai là sẽ bị rất là ngứa. Ok, nếu mà các bạn rửa không có sạch da ra thì ngày mai sẽ bị rất là ngứa. Ok, mình đã bị rồi mình biết. Ok, thì mình muốn chia sẻ cái bonus thêm một chút xíu vậy thôi nha. Chúc các bạn thành công và rất là cẩn thận. Bye bye.